cao thượng, bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, giới ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Cung kính cùng khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy, không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để được phúc quả rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền. Xin ơn đức vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn chính chúng hộ trì cho tất cả được an lành tịnh lạc. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp hiền hòa, không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc thanh đạm, không rộn ràng lục tăng, luôn trong sáng trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thế bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, thấy thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quán tưởng. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Từ bi gieo cùng khóc, cả thế gian khổ hại kiên quyết vào quanh mình, không hẹp hòi quán cái, không giận hờn quán thù. Khi đi đứng ngồi nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ, có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh tri viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Chúng ta nên đem lòng từ thiện đối với tất cả chúng sanh, như tôn giả Ananda đã suy tưởng đầy đủ các công đức của Phật từ khi mới phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, là tu mười pháp parami, mười pháp upaparami, mười pháp paramattaparami, tư cách chứng quả chánh biến tri, chứng bồ đoàn, chứng pháp thánh. Suy tưởng xong rồi, tôn giả Ananda tụng kinh Pavitta cả đêm, tròn đủ ba canh tài trong ba vòng thành Vesali. Tất cả chư thiên trong mười muôn triệu thế giới ta bà đều được thọ lãnh oai lực kinh Pavitta. Kinh Pavitta đã làm cho ba điều bất lành là bệnh tật, phi nhân và sự đói khát trong thành Vesali được mau tiêu diệt. Xin chư thiên lắng nghe, nay chúng tôi tụng kinh Pavitta ấy. Phàm ở quả đời này có chư thiên tụ hội hoặc hay trên địa cầu kiến giữ hư không, mong rằng chúng thiên nhân phát sinh tâm hoan hỷ, đem hết lòng thành kính lắng nghe lời Phật dạy. Hãy chú tâm suy niệm khởi lên lòng từ mẫn đối với những người nào ban ngày và ban đêm thường bố thí cúng dường, hãy phát tâm ân cần phụ trì những người ấy. Và những tài sản gì đời này hay đời sau hoặc trong báo thù thẳng hiện hữu trên thiên giới, không gì xỉnh bằng được với Như Lai thiện thể. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này
chúng sanh được hạnh phúc. Lý dục diệt phiền não, pháp bất tử thù diệu, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy chính chánh pháp là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Thánh tám đôi bốn vị được bậc thiền tán thán, đệ tử đóng thiền thể xứng đáng được cúng dường bố thí, các vị ấy được kết quả vô lượng. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Các vị lòng thiếu dục với ý chí kiên trì, thế chân chánh phụng hành lời dạy vô tầm mạng, chứng đạt được quả vị thế nhập đạo bất tử, lê ngộ được dễ dàng an hưởng sự tịch tịnh. Như vậy chính tăng chúng là bảo vi diệu. Mong với sự này chúng sanh được hạnh phúc. Ví như cột trụ đá thiếu y tựa lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân điển ngộ tự thánh đế cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàn thấu triệt lý thánh đế mà đức thiên nhân sư có trí tuệ thầm thông đã thức dậy toàn thiện. Các ngài dù không nhập thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Nhờ viên mãn chánh trí đoạn trừ ba kiếp sử là thân kiến hoài nghi luôn cảnh giới tâm thủ, thoát khỏi bốn loại sử, các ngài không còn tạo sáu bất thiện trọng nghiệp. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàn dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề phúc lộc được xứng danh thuần thiện bậc liễu ngộ niết bàn. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chúng hữu tình ví như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Đức Phật bậc cao vô thường, liễu thông pháp vô thường, ban bố pháp vô thường, chuyển đạt pháp vô thường, tuyên thuyết pháp vô thường. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên với tâm tư nhàm chán trong sanh hữu tương lai. Các chủng chữ tử đoạn tận tham muốn đã diệt trừ, bậc trí chứng niết bàn ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Phàm ở quả đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ Đức Phật thị hiện độ chúng sanh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với hạnh lành này chúng sanh được hạnh phúc. Phàm ở quả đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chánh pháp đạo chuyển mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư thiên trụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đến để chúng tăng tiếp Phật độ chúng sanh, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài chúng sanh được hạnh phúc. Ma vương biến ngàn tay cầm khí giới đủ loại, tự voi mê kha la với vô số binh ma, vang rền như sóng động quốc chiếm đoạt bồ đoàn. Phật dùng bố thí độ cảm thắng đại ma vương, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Dạ xoa a la quát cá hung bạo hơn ma vương, kiêu căng và tự phụ, xuống em chỗ thần lực quyết chiến cùng Thế Tôn. Phật dùng nhẫn nại độ cảm thắng thần Dạ Xoa, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc.
Voi Nalagiri bị phục lụ uống say cũng thiết như lửa rừng, như sấm sét chấn động, như sa luân bảo khí. Phật dùng từ bi độ cảm hóa về voi mê cuồng, do Phật vô biên tự thành muôn phục lạc. Angulimala, một sát nhân tinh nhuệ giết người, chặt ngón tay, kết làm tràng, đeo cổ, cầm gương đuổi giết Phật lộ trình ba gia tuần. Phật khai triển thần thông cảm hóa người hiếu sát, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Nàng mỹ nữ Chinh Cha dùng cây tròn giả dạng như phụ nữ mang thai để vu oan Đức Phật. Dùng năng lực chánh định, Đức Phật chế ngự nàng giữa đạo tràng thính chúng, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Du sĩ Sách Cha Cá, người chối bỏ sự thật, ngã mạn và kiêu căng, tự phụ đại thông minh, tự cao như cột phướng, thật ra như người mù. Phật dùng trí tuệ độ cảm hóa kẻ cuồng si, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Nandu ban lành đã đại thần lực chấp định kiến sai lầm, dùng thần thông thị uy vây Phật và thánh chúng. Đức Phật dạy chuẩn tử tôn giả một kiền liên, biến hình thành Long Vương, cảm hóa rồng chúa dữ, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Đại Phạm Thiên Ba Cá có hào quang chiếu diệu, nhiều quá lực thần thông, chấp kiến và chấp ngã, tự phụ có đức hạnh thuần tịnh không ai bằng. Phật khai triển thần thông cảm hóa trời Phạm Thiên, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Người thiện căn hiền khí, ngày và đêm tinh cần trì niệm tám Phật lực, tránh khỏi mọi tai ương, phúc duyên thường tăng trưởng, Phật đạo được viên thành. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp, không làm điều ác, thành tựu hành lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Nhẫn nại pháp thiếu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận sa môn, không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích chủ xứ an tịnh, chuyên chủ hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người chỉ đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người hành tu nhẫn nại là người có bằng đành được phúc lộc uy danh, thường tự thành phúc an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại bán kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng chuyên ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nguyện cầu tam hứa mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ đời bao nhiêu đau khổ, đến hồi duyên tan, hài nhau chỉ chút lòng than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay quán hờn, dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly, nguyện cầu tam bảo kiến tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho, hãy đều hưởng phước cam lồ đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thâm sâu thấm nhuần trong họ năm châu thái bình. Con cùng pháp giới chúng sanh đồng nương chánh pháp quang minh chân tuệ, tiếng tâm giữ vẹn một niềm
buông bồi phúc huệ kêu duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng tóc chúng sanh vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng tóc chúng sanh vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng tóc chúng sanh vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Đạo tràng Phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, cầu mong công đức hiển bày thay qua nạn khỏi đủ đầy an vui. Đạo tràng Phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, cầu mong công đức hiển bày thay qua nạn khỏi đủ đầy an vui. Đạo tràng Phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, cầu mong công đức hiện bày tai qua đàn khỏi đủ đầy an vui. Qua lễ cầu an đến cho cô Trần Võ Thùy Hương, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1968, 53 tuổi, hiện đang nằm trong phòng hồi sức. Nhớ mong phước báo của đạo tràng chúng ta do sự hướng nguyện của quý vị mà cô vượt qua cái cơn bệnh bạo bệnh này. Xin chư thiên quan hỷ mách bảo. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục học câu Phật ngôn 340 nha. Rồi. Câu Phật ngôn 380-40 nhé, nó cũng liếu lưỡi rồi. Đây đại ý câu Phật ngôn này, nhưng mà bây giờ chúng ta tách ra, chúng ta học phần Pali trước ha. Khi nào mà đến chỗ ý nghĩa từ vựng á, thì đó sẽ thêm cái bằng tiếng Việt. Còn bây giờ thì học Pali trước nha. Alo, quý vị nhìn lại trên màn hình, thấy chưa? Rồi, xà thủ. Xin nhập bình, chữ nó đỏ, rõ, dễ thấy hơn ha. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn tiếp ha. Sa-wan-ti-sap-ba-thi-so-ta. Câu đầu tiên ha. Sa-wan-ti-sap-ba-thi-so-ta. Rồi, bây giờ câu số 2. Câu số 2. Lata upphicchati thati. Như vậy là câu 1, câu 2 ha. Đọc mệt quá, mở mắt luôn rồi. Đúng rồi. Ở sao mà coi như sức kim có nhãn thông á, nhìn vô thấy liền ha. Mở mắt rồi. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 ha. Sa-wan-ti-sap-ba-thi-so-ta-la-ta-uk-phi-cha-ti-tha-ti.
Chati thati thèm lần nữa ha. Sau quần ti sắp bát thị sù ta la ta úc vi chati thati à, hơi khó khó ha. Không sao, thông minh như quý vị thì coi như là cũng dễ thôi chứ đâu khó. À, bây giờ qua câu số 3 ha. Tăng cha dịch xua la tăng cha tăng tăng cha dịch xua la tăng cha tăng tăng cha dịch xua la tăng cha tăng. Rồi câu 4 à. Mù lăng bành nhà giá trình đa tha mù lăng bành nhà giá trình đa tha mù lăng bành nhà giá trình đa tha. Rồi bây giờ chúng ta ôn câu 3 câu 4 ha. Tăng cha đi xoa la tăng cha tăng mù lăng bành nhà giá trình đa tha tăng cha đi xoa la tăng cha tăng mù lăng bành nhà giá trình đa tha. Cảm ơn xin nhật quỳnh rất là nhiều. À, không có ba chữ đỏ đỏ này là chúng tôi đọc đọc không thấy chữ, mở mắt luôn à. Bây giờ ôn lại ha. Sa quan ti sap ba ti so ta la ta uk phi cha ti tha ti tan cha ni swa la tang cha tang mu lang ban nha ya chin đa tha. Sa quan ti sap ba ti so ta la ta uk phi cha ti tha ti tan cha ni swa la tang cha tang mu lang ban nha ya chin đa tha. Sa quan ti sap ba ti so ta la ta uk phi cha ti tha ti tan cha ni swa la tang cha tang mu lang ban nha ya chin đa tha. À, đó là giọng kinh ha. Quý vị thấy giọng kinh á hơi khó đọc, con đọc làm sao. Cuối câu số 2 nó là đoạn âm, cho nên quý vị cố gắng đọc một hơi. Còn nếu mà đọc một hơi mà thấy khó khăn, nghĩa là muốn đứt bóng á, thì cứ dừng lại nơi trường âm rồi quý vị tiếp tục ha. À, chứ không nên mà làm một hơi đứt bóng luôn. À, đứt hơi chứ, đứt hơi luôn là chịu không nổi. Rồi dòng kinh, à, quý vị đã nghe 3 lần rồi, mà bây giờ thêm lần nữa cũng không sao. Sa quần ti sắp ba thi sô ta la ta út phi cha ti tha ti tần cha ni xòa la tần cha tần mù lăng bành nhà giá trình đa tha. Rồi bây giờ qua dụng kệ ha. Đây là một câu 8 từ. Tám từ thì chúng ta chia ra làm 2, 4, 4. Và chúng ta sẽ có một cái tông, một cái âm điệu. À, ví dụ sa quan ti sap ba thi so ta la ta úc phi cha tinh tha ti tánh cha đi xóa la tăng cha tăng mù lăng văn nhã và chinh đa tha. Sa quan ti sap ba thi so ta la ta út phi cha tinh tha ti tánh cha đi xóa la tăng cha tăng mù lăng văn nhã và chinh đa tha. Lần nữa sa quan ti sap ba thi so ta la ta úc phi cha tinh tha ti tánh cha đi xóa là tăng cha mù lăng bên nhà và chinh đa tha. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị ai đọc giác căn bản ta càng đảm là xích mê ta rồi xa thủ xa thủ. Xin mời xích mê ta. Dạ
Hôm nay con lát nữa con cũng bận việc, thành ra con xin đọc trước ạ. Và trước hết con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, kính lãnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và hôm nay con cũng xin trả bài câu pháp cú 340 ạ. Sa hoàn tí sắp bát thi sô ta la ta úp phích cha tích tha tí tần cha điết xòa la tăng cha tăng mù lăng bành nhà gia trình đa tha. Dạ, câu 1. Sa hoàn tí sắp bát thi sô ta xá đoạn âm hoành trường âm nhấn tí đoạn âm sắp trường âm nhấn bá thí hai đoạn âm sô ta hai trường âm thông thường. Câu thứ nhì, lá ta úp phích cha tích tha tí lá đoạn âm ta trường âm thông thường, úp phích là hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, tích trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm. Sa hoàn tí sắp bát thi sô tà lá tà úp phích cha tích tha tí. Và câu 3, tần cha đít xòa lá tăng cha tăng tần trường âm nhấn, chá đoạn âm, đít trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường, lá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, mù lăng banh nhà giá trình đá thá mù trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, trình trường âm nhấn, đá thá hai đoạn âm. Tần chá đít xòa lá tăng trà tăng mù lăng banh nhà giá trình đá thá. Con đọc lại hết bài. Sa hoàn tí sắp bát thí sô ta lá ta úp phích chá tích tha tí tần chá đít xòa lá tăng trà tăng mù lăng banh nhà giá trình đá thá. Sa hoàn tí sắp bát thí sô ta lá ta úp phích cha tích tha tí tần cha đít xòa lát tăng cha tăng ngu lăng bành nhà giá trình đa thá. Và con cũng xin kệ. Sa quan ti sắp ba thi sô ta là ta úp phích cha tích tha tí tánh cha đi xóa là tăng cha tăng mù lăng banh nhá gia trình đã thà xa quan ti sắp bà thi sô ta là ta úp phích cha tịch tha tì tánh cha đi xóa là tăng cha tăng mù lăng banh nhá dạ trình đã thà. Dạ con xin trả máy là cho đạo tràng có chỗ nào sai thì xin ngài sửa cho con ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Con xin kính lễ quý sư và xin kính chào cả quý vị trong lớp. Hôm nay cho con xin phép được đọc câu số 340 trước, do là xin phép được rời lớp sớm. Cô Nhật Quỳnh ơi, cho con xin bài đi cô. Alo. Dạ. Dạ dạ sa văn tí sắp bát tí sô ta la ta úp
Vichatitati tần cha di xòa la tần cha tần mù lăng văn nhà gia trình đa thá. Sa văn tí sắp bá thí sô tà la tà ức cha tí thá tí tầm cha đi sô la tăng cha tăng mù lăng văn nhà gia trình đá thá. Con xin đọc câu 1 và câu 2. Sa văn, văn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sắp là âm nhấn, bá thí là hai đoạn âm. Sô ta là hai trường âm thông thường, lá đoạn âm, ta trường âm thông thường, úp viết hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, tít trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm, sa văn tí sắp bá thí sô ta lá ta úp chá tí thá tí. Câu 3 và câu 4. Tăng cha di so la tăng cha tăng mu lăng ban nha giá trình đá thá. Tăng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đi là trường âm nhấn, đi là đoạn âm, so là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mù lăng bành nhà giá trình đá thá. Mù là trường âm thông thường. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bành là trường âm nhấn. Nha là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Chinh là trường âm nhấn. Đá thá là hai đoạn âm. Tần cha đi xòa lá tăng cha tăng mù. Dạ, con xin phép đọc lại cái câu 3 và câu 4. Tăng cha đi xòa lá tăng cha tăng mù lăng banh nha giá trình đát hả. Tăng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đít là trường âm nhấn, và là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo nguyên âm. Mù lăng banh nha giá trình đát hả. Mu là trường âm thông thường, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bắn nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chinh là trường âm nhấn, đá thá là hai đoạn âm. Con đọc lại 4 câu. Sa văn tí sô ta la ta úp vi cha tí tha tí tầng cha di sô la tăng cha tăng mu lăng bành nhà giá trình đá thá. Ta và bát thí sô ta la ta ấp phi cha ti tha ti tần cha di xòa tần cha di xòa la tăng cha tăng mù lăng bành nhà giá trình đá thá. Dạ con có sai, con xin sư sửa bài cho con. Dạ con xin xuống nhờ là xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, dạ, cảm ơn đạo tràng ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị ạ. Dạ, con xin trả bài câu Phật ngôn 340 ạ. Sa hoàn ti sáp ba thi sổ tà la tà ốc phích cha tít. Tha ti tành cha di xòa la tàng trà tàng mù lằng bành nhà gia chìn đá thá. Xá là đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá, thí là hai đoạn âm, sô, ta là hai trường âm thông thường, lá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, úp, phích là hai trường âm nhấn. Chá là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, thá, tí là hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đít là trường âm nhấn, xoa là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường,
tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chin là trường âm nhấn, đá, thá là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại. Sa quần ti sắp ba thi sổ tà la tà ốc phích cha ti tha ti tành cha đi xòa la tàng trà tàng mù lằng bành nhà ra chìn đá thạ. Dạ, con xin kể. Sa quan ti sap ba thi so ta la ta u phi cha ti tha ti tành cha đi xoa la tàng trà tàng mù lằng bành nhà ra chìn đá thạ. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con xin xuống mic, con có sai xin sư sửa giúp con. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Ngài sư Cát Trang, và con chào đạo tràng và con xin chào đạo. Sawanti sabbathi sota lata uffit chatithati tan cha dis swa la tang cha tang mu lang ban nha ya chin da tha. San sawanti sabbathi sota, xá là đoạn âm, quan là trường âm, nhấn tí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, thí là bá thí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường. Sa quan thí sáp ba thí sô ta la ta út phích cha tít tha tí. Lá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, út phích là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Sa quanh thí sắp ba thí sô ta la ta úp phít chá tít thá tí. Câu 3, câu 4. Tăng chá đít xòa la tăng chá tăng mù lằng bành nhà giá trình đá thá. Tăng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, dish là trường âm nhấn, xoa là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tăng là trường âm thông thường, mu là trường âm thông thường, lăng là trường âm theo giọng nguyên âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chinh là trường âm nhấn, đá thá là hai đoạn âm. Tăng cha đít xòa la tăng cha tăng mù lằng bành nhà giá trình đá thá. San sa hoàn ti sắp ba thi sô ta la ta úp phích cha thích tha ti tăng cha đít xòa la tăng cha tăng mù lằng bành nhà giá trình đá thá. Sa hoàn ti sắp ba thi sô ta la ta úp cha thích tha tí tành cha đích xòa la tăng cha tăng mù lằng bành nhà giá trình đá thá. Xin kể luôn. San quan thi sát ba thi sô ta la ta u phích tha cha tích tha. Dạ, con xin nói, con xin kể. Sa quan thi sáp ba thi sô ta la ta úp phích cha tích ta thị tăng cha đích quá xóa la tăng cha tăng mù lăng ban nhã và chính đa thà. Dạ, con xin xin lúc cho vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang,
Con xin kính đảnh lễ quý sư tăng, quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 340. Câu 1, câu 2. Savanti sabbati sota lata apichati thati. Xá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá thí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường, lá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ấp phít là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, há tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Sa văn ti sát ba thi sô ta la ta ấp phít cha tít tha tí. Câu 3, câu 4. Tành cha đít xoa la tăng cha tăng mù lăng thành nhà xa trình đá tha. Tành là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, đít là trường âm nhấn, xoa là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mu là trường âm thông thường, la là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, trinh là trường âm nhấn, đá thá là hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tăng cha đi xoa la tăng cha tăng mù lăng thành nhà gia trình đã tha. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 340. Sa văn ti sát ba thi sô ta la ta ấp phi cha ti tha ti tăng cha đi xoa la tăng cha tăng mù lăng thành nhà gia trình đã tha. Con xin kệ câu pháp cú 340. Xà vanh ti sáp ba thi sô ta là ta ấp phít cha tít tha tì tành cha đi xóa la tăng cha tăng mù lăng thanh nhà gia trình đa thà. Dạ con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo. Cảm ơn con đã dành cho những gì ạ. Nam mô Bụt Đà La, Nam mô Tham Ma La, Nam mô Sang Kha La. Kính đảnh lễ Thượng Đạo Chí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào cô tu nữ, cùng quý cô chú Phật tử trong đại gia. Xin đọc phân tích câu kinh pháp cú số 340. Savanti sabbati sota nata upicchati thati tang chaditva natang chatang mulang panya jacinda tha. Savanti sabbati sota nata upicchati thati tang chadit và na tăng cha tăng mu năng thành nhà giá trị đa tha. Xá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá thí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, úp phít là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mu là trường âm thông thường, năng
là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Panh là trường âm nhấn. Nha là trường âm thông thường. Giá là vạn âm. Chin là trường âm nhấn. Đá thá là hai đoạn âm. Sawanti sapati sota lata upfit chatit tati tang chatit hua na tang cha tang mu lang bành nhà gia trình đá thạ. Dòng ái dục chạy khắp như dây neo mọc tràn, thấy dây neo vừa xanh với tuệ hãy đoạn gốc. Đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích xong rồi ạ. Con xin kính mời bàn tay kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ cùng toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 340. Savanti sappati so ta la ta uffit chati thati tan chati swa la tang cha tang mu lang nhà gia trình đa tha. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Savanti sappati so ta la ta uffit chati thati. Xá là đoạn âm, van là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, thí là đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường, lá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, úp, phít là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, thá, tí là hai đoạn âm. Và câu số 3 và câu số 4. Tần cha đi xòa la tầng cha tầng mù lăng bành nhà giá trình đá thá. Tần là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, dis là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chin là trường âm nhấn, đá thá là hai đoạn âm. Savanti sappati so ta la ta uffit chati thati tan chati swa la tang cha tang mu lang banh nhà gia trình đá thá. Dạ, con xin kể. Savanti sabbati sota lata uffit chatin thati tan chadi swa latang chatang mulang banya yachin datha. Savanti sabbati sota lata uffit chatin thati tan chadi swa latang chatang mulang banya yachin datha. Dạ, con xin hết nhờ đạo tràng xin con ạ. À, dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. À, dạ, con xin kính chào Sư Trí Đức. À, xin kính chào Chư Tăng và quý cô tu nữ. Xin kính chào Đạo Tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 340. Sawanti sap bati sota lata uffit chatit thati tan chadi soa latang cha tang mu lang tang nha giá chin đá thá. Con xin phân tích hai câu 1 và câu 2 ạ. Sawanti sap bati sota lata uffit chatit thati. Xá là đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá thí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường,
lá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, úp phít là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, sá quan tí sáp bát thí sô ta lá ta úp phít chá tít thá tí. Xin phân tích câu 3 và câu 4. Tăng chá đi xoa lá tăng cha tăng mù lăng tăng nhà giá chim đá thá. Tăng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, dis là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pan là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chin là trường âm nhấn, đá thá là hai đoạn âm. Tăng chá đi xoa lá tăng cha tăng mu lăng tăng nha giá chin đá thá. Sa quan tí sáp bát tí sô ta lá ta úp phít tít thá tí. Tăng chá đi xoa lá tăng cha tăng mu lăng tăng nha giá chin đá thá. Dạ con xin đọc kệ ạ. À. Sawanti sabbati sota lata ufi jatithati tanjadi swa latang jatang mulang panya ya cindatha sawanti sabbati sota lata ufi jatithati tanjadi swa latang jatang mù lăng tanh nha và chim đa thà. Dạ con xin hết ạ, con xin xuống mic, xin mời bạn kế tiếp ạ. Dạ sa thú, kính cảm ơn Hồng Mai. Dạ, cảm ơn Vinh Giang Nhất Hạ Thiện Vũ cha Nhật Vinh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên. Cảm ơn chị Meta. Cô Tài Duyên ơi, có trước máy cô có cầm mic không? Nhật Vinh thấy em ru nên Nhật Vinh cầm mic vậy, mời cô nha. Nhật Vinh chào đạo trang, xong mời cô. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, mời cô. Dạ, sa thú làm thầy. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ tự nhiên xin phân tích cú số 340. Sa quan tí sáp bát thí sô ta la ta úp phí chát tít tha tí. Sá là đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, bá thí là đoạn âm, sô ta là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, úp là trường âm nhấn, thí là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Sa van tí sáp bát thí sô ta lát ta úp phí chát tít tha tí. Đoạn 3 và đoạn 4. Tanh là trường nhấn, chá là đoạn âm, bít là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường,
Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Mu là trường âm thông thường, Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Banh là trường âm nhấn, Nha là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm, Chinh là trường âm nhấn, Đá Thá là hai đoạn âm. Tành chá đi hòa, tành chá đi qua lạ, La tăng cha tăng mù lăng banh nhà giác trình đất đá thá. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể. Sa văn ti sắp bà thi sô ta. La ta ô phí cha tinh tha kỳ. Tăng cha đi qua la tăng bà tăng. Mù lăng banh nhá giá chính đa tha. Sa văn ti sắp bà thi sô ta. La ta ô phí cha tinh tha thi. Tăng cha đi qua la tăng cha tăng. Mô lăng ba nhá gia chính đa tha. Dạ, ok, xin hết. Dạ, kính mời quý vị tiếp tục. Tự nhiên mời mới vừa sao cho nên là không biết. Kính mời các vị tiếp tục ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ đại đức pháp tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, con kính lễ cô tu nữ thệ diệu. Con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng đã cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 340. Sắc hoàn tí sáp bá thí sô tà lá tà úp phê chá tí thá tí tành chá tí sò lá tăng chà tăng. Mù lăng bành nhà giá trình đá thá. Câu phân tích câu số 1. Sá quan tí sáp bá thí sô tà. Xá là đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá thí là hai đoạn âm, sô tà là hai trường âm thông thường. Lá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, úp, phích là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tít trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Ở câu số 3 là tanh chá đít xòa lá tăng chà tăng. Tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, dis là trường âm nhấn, xoa là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4. Mù lăng bành nhà giá trình đá thá. Mù là trường âm thông thường. Lăng bành này, không phải. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bành là trường âm nhấn. Nha là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Chinh là trường âm nhấn. Đá thá là hai đoạn âm. Con xin phép kể
sa quan ti sa ba ti sa ta la tha up pich cha ti tha ti tăng cha đi số là tăng cha tăng mô lăng ba nhá gia trình đa thả cần ạ cần đọc cần chỗ nào sai cần xin ngài chỉnh sửa cho từ bi chỉnh sửa cho con cần kính tri ân đạo tràng nam mô bút thà giá Nam mô Sư Tâm Báo, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sư Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Tràng. Dạ, con kính lễ quý bảo cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tự Duyên. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, niệm từ cảm ơn đạo tràng cho niệm từ biết tín hiệu âm thanh rõ. Niệm từ xin đọc và phân tích câu 340. Savanti sappati sota lata uffit chatithati tanja diswa latang ja tang mulang banya yachin datha. Dạ, từ phân tích câu số 1 và câu số 2. Xá là đoạn âm, quanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá thí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường. Xá quanh tí sắp bá thí sô ta. Câu số 2. Lá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ức là trường âm nhấn, vix là trường nhấn, chá là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Sawan tí sắp bá tí sô ta la ta úp vix chá tít thá tí. Và niệm từ phân tích câu số 3 và câu số 4. Tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, dis là trường âm nhấn, xoa là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, mu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chin là trường âm nhấn, đá thá là hai đoạn âm. Chúng ta xin đọc lại. Savanti sappati sota lata uffic chatit tha titi tan cha disua la tang cha tang mu lang ban nha yachin datha tha Savanti sap Bati so ta la ta uk fik chatit ta ti tan cha dis so la tang cha tang mu lang ban nha ya chin da tha la chin da tha. Dạ, đem thầy xin kể vậy. Sawanti sambati sota lata uffin chatit thati tanja diswa la tang cha tang mulang banya yajin da tha. Sawanti sambati sota lata uffin cha tịnh tha ti tăng cha đi xua là tăng cha tăng lăng ban nha và chín đa tha. Do niệm từ đã kể và đọc xong niệm từ có sai xin thay ngài và đạo tràng sửa lại dùng cho niệm từ. Và niệm từ kính cảm ơn đạo tràng, xin mời bàn tay của cô Phúc Hạnh ạ. Nam mô Bích Tha Giá.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Chúa Đức, thành kính đảnh lễ Chư Thượng Pháp Trang, kính lễ con tu lễ tại duyên, kính chào quý đại tràng. Sẽ đây các hành phân đọc phân tích và đọc câu pháp cú 340. Sát văn tí sát bá tí sô ta lá ta ốc vít ốc vít chá tít thá tí tan chá vít xoa lá tăng gia tăng mù lăng ban nha giá trình đá thá sát văn tí sát Bát thí sô ta, xá là trường âm nhấn, văn là đoạn âm, tí là trường âm nhấn, sát là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, bá thí là đoạn âm, sô ta là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ốc bít là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, thá tí là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, chán là đoạn âm, bích là trường âm nhấn, cho là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dẫn nguyên âm, gia là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo dẫn nguyên âm, mu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo dẫn nguyên âm, băng là trường âm nhấn, gia là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chính chinh là trường âm nhấn, đá thá là đoạn âm. Sá vá tí sát bá thí sô ta lá ta ấp vít chá tí thá tí tan chá đít so lá tăng gia tăng mù lăng ban nha giá đít đá thá sá vá tí sát bá thí sô ta lá ta úp bích cha tít thá tí tan chát đít so lá tăng cha tăng mù lăng ban nha giá chính đá thá Phúc Hạnh xin cỡ sa va ti sam ba ti so ta la ta u cha ti ta ti ta cha ti so la ta ya ta u lang ban ya ya chi ta ta dạ con xin xuống nước nè, có sai xin ngài chỉ dùm con ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Phúc Hạnh rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tại duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Minh Tấn ơi, dạ cảm ơn Viện Vũ, cảm ơn Kim Nhung. Minh Tấn ơi là Minh Tấn, có ai núp trong cái nick Minh Tấn này không? Có trả bài không thì đưa bàn tay lên, nãy giờ Nhật Quỳnh thấy té. Hoặc là tập thể dục thẩm mỹ, nói theo như ngài tập thể dục thẩm mỹ rất là nhiều rồi. Giờ có đưa bàn tay hay không? Hay là mắc kẹt cái tay rồi? Alo. Cái riết giờ hết thấy đường rồi phải không? Dạ, nãy giờ cô Kim mà trả bài chưa cô Kim? Nhật Quỳnh có một lúc Nhật Quỳnh mắc chạy ra ngoài nên không có biết là cô Kim trả bài chưa. Dạ, nếu vị nào chưa rồi, Minh Tấn chạy ra nữa rồi. Dạ, nếu vị nào chưa trả bài thì Nhật Quỳnh kính mời bạn. Dạ, trong khi chờ đợi bàn tay, con xin được trả bài. Chưa hả? Ồ, vậy nãy giờ là Quỳnh Giang Nhật Hà là ngồi đây điểm danh đó phải không? Dạ, vậy là mời cô Kim, dạ mời cô Kim trả bài. Mời Minh Tấn chạy hoài rồi không biết có thấy đường không nữa à. Dạ, cảm ơn Kim Nhung.
Dạ mời cô Kim. Trời ơi, sao cô không đọc trước đi? Mời tôi đọc nữa. Đừng gian nhật hạ ngồi canh me nữa. Tha một bữa được không? Trời ơi trời. Con xin kính chào sư Chí Đức. Giờ sư đang mở rồi, sư nghỉ uống trà rồi. Và sư Pháp Trang, sư Pháp Trang nãy thấy của sư có gì có cái nick của sư vô đó, không biết sư đó không nữa. Các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Mẹ ghê quá. Từ giờ lo làm bài khác, không dồn. Dồn lại coi ghê quá. Trời ơi, ngày nào cũng tất cả bài hết. Chốn bữa đi mà. Bây giờ đọc nha. Con xin đọc kinh và kệ phân tích kinh Pháp Cú câu 340. Sao quăng tí sắp bá tí sô ta lá ta úp thích chát tích thá tí tăng chát đích xòa lá tăng cha tăng mù lăng phanh nhà giác trình đá thá. Trời đọc một hơi. Ngầu thiệt. Để lấy hơi thở một chút. Ngồi đọc lên lần nữa. Cần đúng không? Sao quăng tí sắp bá tí sô ta lá ta úp thí chát tí thá. Quên cái này phân tích chứ hả? Sa quăng tí sắp bá tí sô ta lá ta úp thí chá tích thá tí. Xá là đoạn âm. Phần phần nhá xì la. Không dòm trong truyền hình nha. Không dòm cho mặt. Dòm cái mỏ nhiều chuyện nó lùm la quên hết. Ok. Xá đoạn âm. Quăng trường âm nhắn. Tí đoạn âm. Sắp trường âm nhắn. Bá thí hai đoạn âm, sô ta hai trường âm thông thường, lá đoạn âm, ta trường âm thông thường, ú khí là hai trường âm nhắn, chá đoạn âm, tít là trường âm nhắn, thá tí hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Tăng chá đích xoa lá tăng cha tăng mù lăng phành nhà giác trình đá thá. Tâm trường âm nhắn, chá đoạn âm, dis trường âm nhắn, xoa trường âm thông thường, lá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng âm, mù trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bành trường âm nhắn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, trình trường âm nhắn, đá thá là hai đoạn âm. Già rồi, mệt mỏi. Bởi vì thông cảm sư già hơn tôi nhiều đó. Mà sư đọc cầu an, rồi cầu siêu, rồi đọc tới đọc lui, nín hơi, đọc một dòng một lèo luôn, ngầu thiệt. Không biết mình tới bằng tuổi sư đó, mình có được giống như vậy không? Hồi sống già quá mệt dữ lắm. Hồi đọc lại từ đầu đến cuối nha. Sa quăng tí sắp bá tí sô ta lá ta úp tí chá tích thá tí tăng chá đích thoa lá tăng gia tăng cha tăng mù lăng phành nhà giác trình đá thá. Đọc lại lần nha. Sa quăng tí sắp bá tí sô ta lá ta úp tí chá tích thá tí tăng chá đích thoa lá tăng cha tăng mù lăng phành nhà giác trình đá thá. Bây giờ đọc kệ. Sa quăng ti sáp ba ti sô ta la ta úp thi ya ti tha ti tan cha dít xoa la tăng cha tăng mù lăng phân nhá ya chinh đa tha. Sa quăng ti sáp ba ti sô ta la ta úp thi ya ti tha ti tan cha dít xoa la tăng cha tăng mù lăng phân nhá ya chinh đa tha. Dòng ái dục trải khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hải đoạn gốc. Cái câu chính này Đức Phật nói là đoạn gốc đó nha. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Vĩnh Tinh Châu. Không thấy sự đâu hết. Bữa nay sư nghĩ mệt rồi, không có càm ràm cằn nhằn cưỡi ngửi cùi nhùi gì tôi nữa đâu, cũng không có lại để cho sư khỏe sư nghĩ đi ha. Rồi mời quý vị khác, người nào chưa có đọc lên đọc. Ôi trời, 4 giờ rưỡi rồi. Sư con mời sư á, sư vô để giảng từ vựng cho bài này đi sư. Dạ con xin trả máy rồi ạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Kim rất là nhiều. Ngài chắc bệnh việc ở dưới chùa rồi, không thấy nhúc nhích gì hết. Lúc nãy ngài Nhật Quỳnh nghĩ là, dạ cảm ơn Thiện Vũ, nghĩ là ngài sẽ ngồi nghe quý vị đọc, rồi ngài sẽ bớt bài, nên Nhật Quỳnh chạy. Nhưng mà vừa chạy ra thì lại nghe, lại không thấy ngài bớt bài, phải chạy vô ngồi đây nãy giờ. Dạ không thấy ngài nhúc nhích luôn. Dạ thôi con xin phép được trả bài. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tổng Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Để ra đi ra, Kim Dung không sao đâu. Từ từ cháu nó nhừ không sao. Savan ti sap ba ti so ta la ta upit cha tit ta ti tan cha dis so ra tang cha tang mu lang ban nha ya chin na tha sa hoàn ti sap ba ti so ta ra ta ốc phật cha tích tha ti tần cha đích sa la tăng cha tăng mu lăng ban nha gia trình đa tha. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tội nghiệp minh tấn quá, nãy giờ chạy riết à, tội nghiệp quá đi. Xá đoạn âm quanh trường âm nhấn, tí đoạn âm sắp trường âm nhấn, ba thí hai đoạn âm, sô ta hai trường âm thông thường, lá đoạn âm ta trường âm thông thường, úp tích hai trường âm nhấn, chá tích chá đoạn âm tích trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm. Sa hoàn ti sát ba thi sô ta la ta úp tích cha tích thá tí. Câu 3 và câu 4. Tanh là trường âm nhấn, chá đoạn âm, đích trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường, lá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mô trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, chinh trường âm nhấn, đá thác hai đoạn âm. Tăng chất đích so đá tăng cha tăng mù lăng banh nha giá chinh đá thác. Nhà con xin đọc lại nguyên câu. Sa hoàn ti sát ba thi sơ ta ra ta ức phật cha tích ta ti tăng cha đi sơ ra tăng cha tăng mù lăng bành nhà gia trình đa tha. Và con xin được kể à. Sa hoàn ti sát ba thi sơ ta ra ta ức phật cha tích tha ti tăng cha đi sơ là tăng cha tăng mu lăng ban nha và chỉnh đa tha sa quán ti sáp và thi sô ta đa ta ức phích cha tịch tha ti tình cha đi so là tăng cha tăng mu lăng ban nha và chỉnh đa tha. Dạ con đã trả bài xong, đã phân tích rồi, kể luôn rồi. Và bây giờ thì không còn bàn tay của vị nào nữa, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng xa thú. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tâm đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, con kính dâng mít đến ngài ạ. À, xa thú à, hôm nay số lượng mà lên tham gia đọc kinh rồi đọc tệ tới 12 người luôn, đông quá. Mà trong 12 người này thì ai đọc cũng hay hết. Quý vị biết nếu mà trực tiếp tặng bông tặng hoa thì quý vị thì coi như là nhiều khi ngại núp lùm để coi quý vị sinh hoạt làm sao. Ai ngờ núp lùm là thấy quý vị lại đọc hay hơn khi mà chúng tôi tặng bông tặng hoa. Sao ngộ quá vậy à, hôm nay chiếc hồng mai nè ha, coi như rất là tuyệt vời. Chiếc hồng mai, quý vị thấy chiếc hồng mai đọc hay tuyệt vời không? Rồi cô tu nữ Phúc Hạnh đấy nha, đọc cũng chính xác. Sao mà ai cũng giỏi hết, nhất là mấy người mới mới à.
Thôi, thôi xin kiếm tôi có nói. Xin kiếm mà xin lỗi. Nghĩa là vừa đọc xong dòng kinh cái là cái chạy qua dòng kệ liền á. Không, cái vấn đề quý vị phải tự mình vượt lên chính mình. Nếu mà chúng tôi xuất hiện thường xuyên á, thì quý vị ý lại. Cho nên để cho quý vị là phát huy cái khả năng của mình. Và chúng tôi thấy cũng đã thành công ha. Chọc cái gì? Thấy Huynh Giang Nhất Hà có ai chê đâu. Nên đọc dụng kinh này, dụng kệ rõ ràng, chính xác nè. Đâu có ai chê đâu. Cô tu nữ Phúc Thành đó, sức khỏe không được tốt mà. Vậy mà cũng lên dụng kinh, dụng kệ ào ào á. Công nhận quý vị quá giỏi. Chắc là thời gian coi như qua mặt chúng tôi luôn. Quý vị thấy khi mà chúng tôi đọc vẫn bị bóc như thường. Nhưng mà sao quý vị đọc hay quá vậy không quý vị? Thôi, đó cũng là cái phước của quý vị ha. Bây giờ chúng ta đi vào từ vựng nè ha. Ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Sa văn tí sắp pa thí sô ta. Câu đầu tiên đọc xong rồi, bây giờ chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Chữ sa văn tí, đây là một từ số nhiều ha, một động từ số nhiều có nghĩa là chảy, nước chảy á. Sa văn tí là chảy. Rồi từ thứ hai, sắp ba thi, sắp ba thi, đây là một tràng từ có nghĩa là khắp nơi, nhiều nơi. Sắp ba thi là khắp nơi, nhiều nơi. Rồi từ thứ ba, sota. Sota do cái từ sota, nó là một danh từ nam tính ha. Akaranta Pumlinga. Và chữ sota này được chia theo chủ cách số nhiều. Thamma Bahuvachana Vipatti. Cho nên chữ sota biến thành sota. Sota là dòng chảy. Dòng chảy hay là các dòng chảy. Ám chỉ là ái dục ha. Chữ sota này tức là dòng chảy, mình nói về ái dục à, nói về 36 cái dòng chảy. Vậy thì cái câu đầu tiên này, sa văn tí sắp bá thí sô ta, các dòng chảy trôi đi khắp nơi. Các dòng chảy trôi đi khắp nơi. Câu số 2, Lata upit chatit thati, Lata upit chatit thati. Câu số 2 chúng ta có 3 từ. Lata, chữ Lata đây là một danh từ nữ tính. Đây là một danh từ nữ tính. Akaranta iti linga. Và Lata đứng làm chủ từ số ít. Bạch Tham An ở câu quá chánh áo vị phát tí. Lá ta có nghĩa là loài dây leo. Loài dây leo. Rồi. Chữ Úc Phích Chá. Úc Phích Chá. Upicca đây là một cái động từ bất biến do cái căn ngữ pic có nghĩa là vỡ ra nhưng mà có tiếp đầu ngữ út ở phía trước, có đầu ngữ út ở phía trước. Tiếp đầu ngữ này có ý nghĩa là trên,
À, động từ bất biến này cho chúng ta ý nghĩa upicca là khi đã đâm chồi hoặc là sau khi đâm chồi. Sau khi đâm chồi. Khi đã đâm chồi upicca. À, trên có nghĩa là chữ 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 út đó, à, tăng à, cái chữ út ở phía trước tức là chữ đồng ngữ, à, út thích cha là sau khi đâm chồi. Rồi tiếp thật tí động từ số ít, do căn ngữ tha thì tiếp thật tí ở đây có nghĩa là tồn tại hay là đứng lên. Tích thật tí là tồn tại hay là đứng lên. Rồi. Như vậy câu số 2 này là ta út thích cha tích tha ti. Khi đã đâm chồi loài dây leo tồn tại. Khi đã đâm chồi loài dây leo tồn tại. À, bây giờ chúng ta đến câu số 3. À, câu số 3. Tăng chá đích xoa la tăng cha tăng. Tăng chá đích xoa la tăng cha tăng. Câu số 3 có 4 từ. Tăng chá là 1, đích xoa là 2, la tăng là 3, cha tăng là 4. Tăng chá. Tăng chá do cái chữ tăng cộng với chữ cha và M có dấu chấm này biến mất để trở thành chữ N có dấu ngã. Tiếp sau đó là chữ cha. Chữ tăng đây là một một đại từ của chữ tá, nó thuộc về nữ tính ha. Nhân viên chữ tá này được chia theo đối cách đối tỷ gia quy pháp thi e có quá trình á, cho nên tá biến thành tăng. À, tăng là này và chữ chá là và. Và này ha, tăng giá và này. Rồi, Dishwa, đây cũng là một động từ bất biến. À, do cái căn ngữ Dish cộng với Toa, thì ở đây ý nghĩa là sau khi thấy Dishwa. Rồi, từ thứ ba lá tăng. Lá tăng do cái từ lá ta. Lá ta là một danh từ nữ tính a karan ta ít thi linh ga. Lá ta được chia theo đối cách số ít đô tỷ gia quỳ phát tí e ca quá chẳng á, cho nên chữ lá ta biến thành lá tăng. Lá tăng là loài dây leo. Lá tăng là loài dây leo. Và chữ cha tăng. Cha tăng do căn ngữ chan. Đây là một cái dạng quá khứ phân từ nữ tính ha. Và được chia theo đối cách số ít đô tỷ gia quy pháp tí e có quá chánh á, cho nên chữ cha tăng xuất hiện. À, cha tăng có nghĩa là đã được sanh lên, đã được sanh trưởng, đã được sanh lên, đã được sanh trưởng. Ừ.
Như vậy thì câu số 3 tăng cha đi xoa lá tăng cha tăng. Và sau khi thấy loài dây leo ấy sanh lên, và sau khi thấy loài dây leo này sanh lên, à rồi đến câu cuối cùng, mu lăng ban nhà giá trình đắc hạ, mu lăng ban nhà giá trình đắc hạ. Câu cuối cùng chúng ta có ba từ, mu lăng là một, ban nhà giá là hai, trình đắc hạ là ba. Chữ mu lăng do cái từ mu lá. Mula là một danh từ trung tính, Akrantanapumsakalinga. Và chữ Mula này được chia theo sử dụng cách số ít. Tức là còn sao mà sử dụng cách nữa. Ở đây chữ Mula này được chia theo đối cách số ít, tức là đu tỷ gia quỳ phát tế e câu quan trình á. Nhưng mà ở trong sách là để nó là sử dụng cách, sử dụng cách tức là cách chia thứ ba, cách là chia số ba, số ít của nó tức là e na ha, e na chứ đâu phải là chữ ông được. Ông thì cách chia của đu tỷ gia quỳ phát tế tức là đối cách. Thì chữ mu lăng có nghĩa là gốc cội rễ, gốc cội rễ. Rồi từ thứ hai, banh nha giá. Chữ banh nha giá do cái từ banh nha. Banh nha là một danh từ nữ tính, Akarantaithilinga. Và chữ banh nha giá này được chia theo cái gì đây? Chỉ định cách số ít. Chỉ định cách số ít chứ không phải như là sử dụng cách ở trong sách nó đưa ra hả? Bởi vì chỉ định cách đó, thì chữ banh nha này nó biến thành banh nha giá cha tu thi vị phát tí e cao quá trần á ha. Chỉ định ta tì gia, ta tì gia sai rồi, ta tì gia có nghĩa là e ná. Còn ở đây cha tu thi tức là a giá a sa tức là cha tu thi chứ không phải ta tỳ gia. Và chữ banh nha ở đây có nghĩa là bằng trí tuệ, bằng trí tuệ. Banh nha giá. Rồi, cái từ chữ cuối cùng, đây là một động từ, chindatha. Chindatha, đây là một động từ ra lệnh số nhiều. Chindatí, tức là số ít, mà chindatha là số nhiều. Hãy chặt, hãy đốn. Hãy chặt, hãy đốn. Chinh đạt tha, hãy chặt, hãy đốn. Rồi, như vậy thì câu Phật ngôn 340 cho chúng ta một ý nghĩa. Các dòng chảy trôi đi khắp nơi, sau khi đã đâm chồi loài dây leo tồn tại, và sau khi thấy loài dây leo này sanh lên, các con hãy chặt đứt gốc bằng trí tuệ. Xin lặp lại ha. Các dòng chảy đôi đi khắp nơi,
khi đã đâm chồi loài dây leo tồn tại và sau khi thấy loài dây leo này xanh lên, các con hãy chặt đứt gốc bằng trí tuệ. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát như thế này: Thang ôi, ái dục chảy lan, dây leo biềm quẩn một tràng khắp nơi. Trí nhân thấy rễ thấy chồi, mời gươm tuệ nhãn ngời ngời chém phân. Thang ôi, ái dục chảy lan, dây leo biềm quẩn mọc tràn khắp nơi. Trí nhân thấy rễ thấy chồi, mài gươm tuệ nhãn đừng ngời chém phân. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: Dòng ái dục chảy khóc như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hãy đoạn gốc. Dòng ái dục chảy khóc như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hãy đoạn gốc. Rồi, mời cô Kim thắc mắc. Con xin kính chào Đức Sư Pháp Trang và các cô tu nữ cùng quý Phật tử. Sư, lúc đầu con cũng tưởng là chú Phanh Nha Giá đó sư, là chấp chú thí vị pháp thí khao quát chá ná. Nhưng mà khi mà con đọc lại đó thì con thấy sư nhớ không cái chỗ mà những cái danh từ mà giống cái female của sư rồi ít thinh đến gá đó mà nó cuối cùng với chữ a đó, a mà có dấu nguyền đó sư, a dài đó, thì chữ phanh nha giá này nó từ cái gốc rễ là phanh nha, thì á nó là ta thí giá đó sư, chứ nó không phải là chát chú thí. Con ban đầu con tưởng là chát chú thí giống như sư, nhưng mà coi lại không phải. Nó là tá thí giá vipatti ekavacana, cũng như trên tiếng Mỹ là con học đó là sử dụng cách by, with, through, bởi, bằng, như cái này đó. Thì cái bài kinh mà kinh Pháp Cú câu 342 á, cái chữ taxi na giá đó thì nó cũng cái nó tự cái ngữ căn taxi na đó trong kinh Pháp Cú câu 342 thì con cũng thấy nó giống vậy đó, nó cũng là ta tí giá đó chứ không phải là chắc chú thí. Còn nói cái này dễ bị lầm lắm sư, nó là giống cái đó, nó chia hơi quê cái chỗ mà cái sử dụng cách đó sư. Rồi con phải nhớ nó còn hai con thấy nhiều người bị lộn cái này lắm đó. Sư về sư coi lại coi có phải không. Dạ, con xin sư sửa lại cho con à, nói cho con biết. Dạ, con xin cảm ơn và xin trả máy lại ạ. Alo, 123, 123. Trong 8 cách chia này, cách chia thứ 3 và cách chia thứ 5 hơi giống nhau. Tức là cái phần số nhiều á, ê hí, ê phí. Cách chia thứ tư và cách chia thứ sáu thì cũng giống nhau, tức là Asa số ít và A Nan số nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy trong cách chia thứ ba và cách chia thứ bảy cũng giống nhau, tức là ở phía sau của nó ê hí, ê phí, ha, ê hí, ê phí. Cái chia thứ bảy của nó không phải là ê phí mà ê xú. Chỉ có cách chia thứ năm với là cách chia thứ ba giống nhau. Nhưng mà ở đây banh nha giá, ha, chữ banh nha giá, chữ a giá này nó nằm ở trong số ít của chát thú thi chỉ định cách. Và cách chia thứ ba sử dụng các số ít thì nó là ê ná chứ không phải là a giá. Vậy thì chúng ta hãy căn cứ theo cách chia này. Có những chỗ mà chúng ta thấy rằng nó giống nhau, nhưng mà chúng ta hiểu cái câu ở trong này ý nghĩa thế nào thì nó lại thuộc về sát tầm mi hay là tá vị gia, ê hí, ê phí, hoặc là banh trầm mi.
Thì như vậy đụng với giống được không, chữ banh nha này là giống cái chứ không phải giống được. Banh nha a kalan thì linh ra giống cái. Chính vì giống cái cho nên chứ kia mà có ý kiến chứ ha. Không có đụng với giống được đâu. Thì ở đây chữ a giá nó nằm ở trong chất xuất thi ha, chứ không phải là tá thi nhà, cái chia thứ tư trong một cách chia thứ ba. Thứ ba của nó là e ná, đó là tá thi gia ha. Không. Cái chia thứ tư. Chữ a giá. Rồi. Chỗ này nếu mà thắc mắc thì quý vị có thể gặp thầy Hiểu Tông ha, ngày giỏi hơn. Bởi vì chúng ta căn cứ là cái bản chia các danh từ về nam tính, nữ tính, trong này có tất cả 8 cấp, thì căn cứ theo đó đi. Còn nếu chị Kim thắc mắc nữa, con cháu gặp ngài Liễu Tông, còn ngài Liễu Tông hả? Bây giờ thời gian của chúng ta còn 7 phút. Nói lên cái ý nghĩa của câu Phật ngôn này, bởi vì còn mấy câu Phật ngôn nữa nó cũng giống nhau, cùng một duyên sự, cho nên chúng ta hãy hiểu như thế nào về câu Phật ngôn này. Dòng ái dục chảy khóc như dây leo một tràng, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hãy đoạn gốc. Dòng ái dục ở đây chảy khóc mà ám chỉ là 36 dòng ái dục ha. 36 dòng ái dục mà nó giống như những cái dây leo, dây leo tức là quý vị biết rằng dây bìm bìm ha, rồi cây trùm cỡi ha, thì những cái dây leo này á nó bám vào những cái cây cổ thụ để rồi nó phát triển. Đây là những cái sở hữu cà tha ha. Thì nó mọc dây leo thì quý vị biết là mọc lại lắm, nhanh lắm. Thì cũng giống như cái sự tha mái của chúng ta, nói là đứng núi này trong núi kia. Lòng tham thì vô đáy ha, mà lòng tham đó thì ám chỉ trên của người của chúng ta này, con mắt thì có hai này, lỗ tai có hai này, lỗ mũi có hai này, cái gì cũng hai này, hai tay hai chân ha, nhưng mà chỉ có một đó là một cái miệng thôi, mà cái miệng này là ăn sập núi luôn, núi vàng núi bạc không có như là ăn mà đến độ cái như cái chỉ trừ ra cây bù lon thôi. Ôi, mà cây bù lon nó cũng đáng ăn được chứ không phải là nói là cây bù lon cứng quá không ăn được ha, thành ra ăn sặc núi luôn, không có tha cái gì hết á. Và nó ăn mà đến nỗi người ta gọi là ăn tạp á, quý vị biết là phân ure hả, dùng cái từ phân như vậy, có bao như vậy ha, mà nó cũng ăn được luôn, tức là bán phân nó cũng không tha. Thì như vậy hai tay hai mắt hai mũi hai chân hai tay vân vân, cái gì cũng hai mà chỉ có một cái miệng, một cái miệng này mà nó ăn sập nhà sập cửa luôn, phải tán gia bại sản. Thì như vậy cái tham ái này nó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên ở đây câu số 3 ha. Tăng chánh đi xòa là tăng trà tăng. Tức là khi mà thấy cái dây leo này, bất thiện pháp này nó sanh khởi, thì chúng ta phải sử dụng banh nhà giá với cái trí tuệ này. Chinh đạt ha, hãy chặt, hãy tiêu diệt, hãy đốn nó tận gốc rễ. Đúng nó tận gốc rễ. Khi mà chúng ta thấy cái ác nhỏ mà chúng ta coi thường,
thì nó cũng phát triển giống như dây leo. Còn mà khi chúng ta thấy cái cỏ mà nó mới vừa mọc lên thì chúng ta nhổ nhổ nó đi, thì làm gì mà nó sinh hụt ra, sinh sinh bông rồi sinh hụt ra rồi nó rớt xuống, à nó sẽ mọc lên cây khác. Vậy thì chúng ta khi thấy ác bất thiện pháp vừa sinh khởi là chúng ta liền liền ha, làm liền tại chỗ, phải tiêu diệt nó tận gốc. Người ta nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chứ bây giờ chúng ta mà nhổ cỏ không tận gốc thì nó sẽ phát sinh liên tiếp. Để câu Phật ngôn này nói gì? Phòng bệnh hơn chữa bệnh. À, chúng ta đừng có chờ khi mà bệnh nó phát sinh lên rồi thì khi đó chúng ta mới la làng. Mà la lên lúc đó thì cũng đã ngất ngư rồi. À, đã thấy với trường hợp dịch bệnh bây giờ, chúng ta sử dụng khẩu trang, chúng ta tay chân được phải rửa ráy sạch sẽ, tránh chỗ đông người, tránh cái ham vui tụ họp chỗ đông người mà chúng ta mất cảnh giác. Vậy thì hãy thương chính mình. À, khi mà chúng ta thấy những cái quan tài đi ngang trước mặt thì chúng ta cũng biết rằng trước sau cũng phải chết thôi, nhưng mà mình chết làm sao á để người ta không đi dễ ham vui mà chết á, thì còn chết để nha, người ta chết để tiền. Còn bây giờ thấy bệnh hoạn như vậy, ôi hồi nào cũng tới, mỗi người có cái số, chết sống có số mà. Cần gì ba cái khẩu trang này, cần gì phải ăn cơm, cần gì phải vệ sinh. Nói như vậy tức là mình không thương chính mình. Thương chính mình tức là thấy những cái ác nhỏ bất thiện pháp thì chúng ta phải né nó đi, phải tiêu diệt nó đi. Và nhất là đám đông nói vậy, nói chúng ta nói buồn mạng cực khổ cho cái bà Nhật Quỳnh này quá ha. Trời ơi, nói quý vị thấy nói như vậy mà xin được Nhật Quỳnh hả, tôi nói liều mạng nói chết, trời đất ơi, thôi nói liều mạng cũng được, hết giờ rồi, giờ là như vậy đó mà hết giờ ha. Thôi chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay, phòng bệnh hơn chữa bệnh ha, đây là ý nghĩa của Phật ngôn này ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin hoa lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thiên chúng hộ trì đến tăng ni và Việt Nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Hệ tên là các chú bác chê ngạc sâu thủy vũ phô tụ sập bạc đà. Do lời chân thật này, chú nhân đã tốt lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sư Phòng Nhật ạ. Alo. Sāmatthiyam viharati jeta.